Hello anh em, hôm nay là ngày 9 Tây tháng 2 cũng dương lịch, cũng như là ngày 9 Tây tháng Giêng âm lịch ha, cũng như là ngày mùng 9 Tết. Thì bữa nay cũng như là mình xuất hành, mình khai trương, mình bán lại ha, phục vụ lại. Thì cũng như lời nói đầu tiên, cũng như là mình cũng chúc cho anh em một năm mới thật là niềm vui và tràn đầy sức khỏe ha, cũng như là tràn đầy sức khỏe và làm ăn thì cũng như là phát tài ha, phát tài phát lộc đến anh em. Thì cũng như là mình cũng xin cảm ơn anh em ủng hộ kênh vừa qua, cũng đồng hành bên với lại dụng cụ cầm tay ha, mà cũng rất là cảm ơn anh em tin tưởng đã ủng hộ bên dụng cụ cầm tay. Và thì mình cũng như là mình cũng mong là cũng như là đầu năm nay là cũng như là dịch bệnh qua đi thì cũng như anh em mình trở lại cuộc sống bình thường. Thì mình cũng chúc cho anh em cũng như có một năm mới ha, cũng như là có được nhiều sức khỏe và làm ăn là cũng như là mình sẽ trở lại bình thường nha anh em. Thì bữa nay cũng như là mình cũng khai trương xuất hành, thì anh em nào mà có cần cái gì đó thì anh em cứ alo vô ha, alo vô thì mình có gì mình phục vụ cho anh em cái đó. Với lại đầu năm thì cũng như cái hàng cũng ít có về anh em ha, cũng như là mình về bao nhiêu thì để lên đây mình phục vụ cho anh em bao nhiêu đó. Anh em có cần cái gì thì anh em cứ alo cho mình ha. Hãy cũng như là bữa nay mình đầu năm mới cũng như mình cũng giao lưu anh em đó. Thì anh em nếu mà có cần cái gì thì anh em cứ alo cho mình đó, thì mình có gì đó, thì mình sẽ tư vấn và phục vụ cho anh em. Rồi thì cũng như là mình cũng có một cái video clip cũng như là ngắn vậy để mình chúc anh em đầu năm. Thì cũng như mình cũng cảm ơn anh em rất nhiều nha, cũng như mình cũng có video clip ngắn vậy thôi đó, mình chúc anh em đầu năm. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em video clip khi mà mình có đăng tải máy lên. Thì anh em có cần cái gì thì anh em cứ alo cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.